Rồi tiếp tục trở lại với anh tài xế mập các bạn ơi. Ảnh tranh thủ làm luôn giấc trưa các bạn, để cho mau rồi luôn mà không nghỉ nha. Giờ là 11 giờ làm luôn nè. Anh lái tới 20% nha bạn. Đó, bỏ vô lộ luôn. Gào này cũng bự quá nha các bạn. Nói cái chỗ nhỏ xíu mà. Hai bên bờ về nước không? Để vô chứ.